Theo báo cáo của Chính phủ, số cán bộ công chức được đề nghị giải quyết tinh giản trong đợt 1 năm 2016 dự kiến là 5.433 người. Đây là các nhân sự thuộc một bộ và 13 tỉnh thành đề xuất tinh giản, theo như yêu cầu của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí trong tổ chức bộ máy quản lý của các bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở này, các bộ, ngành và địa phương đã rà soát và tiến hành sắp xếp lại biên chế để đảm bảo không tăng số lượng cán bộ viên chức. Năm 2015 có 14 bộ, ngành và 32 tỉnh thành thực hiện tinh giản biên chế. Thưa quý vị, sau đợt tăng giá viện phí trên 1.400 bệnh viện toàn quốc từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, thì dự kiến sắp tới đây, từ ngày 1 tháng 8 tới, giá viện phí sẽ tiếp tục tăng tại 10 tỉnh thành theo như kế hoạch vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế vừa bàn thảo. Theo như kế hoạch vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế vừa bàn thảo, dự kiến từ ngày 1 tháng 8 năm 2016 tới đây, giá viện phí sẽ áp dụng mức mới. Theo đó, giá viện phí sẽ tăng do có tính thêm phần lương thầy thuốc vào viện phí. Trước đó, lộ trình tăng viện phí dự kiến từ ngày 1 tháng 7 và tăng trên diện rộng. Tuy nhiên, với kế hoạch mới này, việc áp dụng viện phí mới sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và trước mắt sẽ áp dụng mức viện phí mới tại 10 tỉnh thành có số lượng người dân tham gia bảo hiểm y tế cao từ 90% trở lên. Dự kiến với mức thu viện phí mới, giá của khoảng 1.900 dịch vụ y tế cũng sẽ tăng theo.